À ha, à ha, à ha, à. Nụ cười không thể thiếu được trong cuộc sống này. Hãy cùng tôi mang nụ cười đến với tất cả mọi người. Tôi là Hoàng Dapper, MC của chương trình Vui Cười Cười Vui. Tiếp tục những thử thách mới lạ nào sẽ đón chờ các đội chơi. Rất nhiều sự bất ngờ sẽ xảy ra. Và đó là gì? Hãy đón xem tập 6 với sự xuất hiện của diễn viên Sông Ngư, Gia Gia Trương Nhi, Anh Tú, Quỳnh Châu, Miko Lan Trinh và Trương Thanh Long. Họ sẽ đối đầu với nhau ra sao và vượt qua thử thách như thế nào? Hãy đón xem tập 6 được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai ngày 6 tháng 4 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 13 giờ thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Vui cười cười vui, mang nụ cười đến với mọi người.